Kim Kardashian, Irina Shayk và mối duyên khó tin đều từng yêu siêu sao Ronaldo và Kanye West. Kanye West, chồng cũ của Kim Kardashian, khiến cộng đồng mạng xôn xao khi lộ ảnh hẹn hò với siêu mẫu Irina Shayk. Theo các nguồn tin, nam rapper và nữ siêu mẫu đã đến khách sạn vào Chủ nhật, ở lại trong vòng 3 ngày và sau đó ra ngoài ăn trưa cùng nhau vào thứ Tư. Kanye West được cho là đã hào phóng chi trả cho những địa điểm sang trọng nhất. Trong kỳ nghỉ của mình, cặp đôi đã chụp ảnh cùng nhau tại trung tâm nghệ thuật Chateau Le Coste. Pháp vốn là địa điểm ưa thích của Kanye, anh cũng từng dành thời gian bên Kim ở đây khi cả hai mới hẹn hò vào năm 2012. Năm 2014, trước khi kết hôn, cặp đôi cũng đã có một buổi tiệc xa hoa tại cung điện Versailles ở Paris. Sau 4 tháng ly hôn vợ cũ Kim Kardashian, Kanye đã đến với Irina, nàng mẫu người Nga từng hẹn hò với danh thủ Cristiano Ronaldo trong 5 năm. Được biết, Irina từng gặp Kanye West vào năm 2010 khi cô đóng vai một thiên thần trong MV Heaven của nam rapper. Cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra duyên phận, điểm đặc biệt giữa 4 người, đó là vào năm 2010, Kim cũng đã từng hẹn hò với Cristiano Ronaldo. Kim và Ronaldo được trông thấy đi chơi tại Tây Ban Nha, trong khi anh đang chơi cho đội Real Madrid. Tại thời điểm đó, nguồn tin tiết lộ trên US Weekly, cặp đôi hôn nhau và rất tình cảm trong suốt bữa ăn. Sau đó, họ tới biệt thự của Cristiano Ronaldo và dành vài tiếng bên nhau. Ngôi sao bóng đá gặp Kim lần đầu tại Los Angeles của Mỹ sau khi anh biết Kim đã tới xem một trận đấu của anh ở Tây Ban Nha. Không rõ mối tình của Kim và Ronaldo kéo dài bao lâu, nhưng dường như nó đã sớm kết thúc vào mùa xuân 2010. Sau này, Kim tái ngộ Ronaldo trong concert của Jennifer Lopez ở Las Vegas vào năm 2016 và họ vui vẻ chụp ảnh cùng nhau. Sau một thập kỷ, hiện tại Irina lại hẹn hò với chồng cũ của Kim. Tình yêu quay vòng chưa từng có trong lịch sử Hollywood này khiến khán giả không khỏi thích thú. Nhiều người cho rằng Kim và Irina dường như rất tâm đầu ý hợp khi cuối cùng có chung đến tận 2 người yêu. Theo nguồn tin, Kim Kardashian tôn trọng và tán thành mối quan hệ mới của Kanye West bởi cô từng rất ngưỡng mộ cách Irina chia tay Bradley Cooper năm 2019. Khi ấy, siêu mẫu Nga rất kín tiếng trước báo giới và duy trì tình bạn thân thiện với Bradley để cùng chăm con. Kim không bận tâm bởi cô đã nhìn thấy Irina giữ im lặng và tôn trọng ra sao với Bradley sau khi họ kết thúc mối quan hệ. Nguồn tin giải thích, Kim sẽ không thích nếu Kanye West bước tiếp với một cô gái ồn ào hay khoe mẽ với truyền thông. Trang tin TMZ cũng trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, gia đình Kardashian mừng cho Kanye khi anh hẹn hò với Irina Shayk. Irina Shayk được cho là đã luôn ủng hộ Kanye West suốt một thập kỷ qua. Không chỉ đóng trong MV Power của Kanye vào năm 2010, Irina còn ủng hộ rapper từ những ngày đầu anh thử sức ở lĩnh vực thời trang. Người đẹp trình diễn cho bộ sưu tập thu đông của Kanye tại tuần lễ thời trang Paris năm 2012 và khen ngợi rapper về tài năng sáng tạo. Irina chia sẻ trên Bob Sugar, "Tôi coi Kanye West là một trong những người hiếm hoi mang những ý tưởng mới ra thế giới. Anh ấy đã đưa nghệ thuật vào âm nhạc và bây giờ đang thể hiện niềm đam mê thời trang của mình. Điều đó hoàn toàn tuyệt vời và không nhiều nhạc sĩ làm được như vậy. Anh ấy có con mắt thời trang tốt và không ngại thử nghiệm những điều mới."